chứng minh thư, hộ chiếu hay giấy phép lái xe. Khi bị mất, thất lạc sẽ được cấp lại trên cơ sở hồ sơ hiện có. Vì vậy, theo quan điểm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương, đề xuất mất bằng lái xe phải thi lại là không thuyết phục. Trên thực tế thì cái bằng đó có thể là với một người, người ta lợi dụng, người ta có thể để cấp 2-3 cái bằng lái xe mà vẫn là cái tên của người ta, vẫn là cái hình ảnh của người ta ở trên cái bằng một mình người ta sở hữu như thế, thì người ta không thể đưa cho người khác để sử dụng được. Ở đây không không phải là cái chuyện rằng là anh có nhiều cái bằng lái rồi là anh đưa cho người khác để anh sử dụng thì nó như vậy nó mất an toàn giao thông. Tôi không hiểu rằng là đây trên thực tế quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải thì ở đây nó có cái gì vướng mắc ở đây không? Cùng quan điểm như vậy, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Vũ Trọng Kim cho rằng phải bảo vệ những quy định pháp luật đi vào đời sống được người dân thừa nhận, đừng gây khó cho người dân khi chúng ta vẫn đang cố gắng để loại bỏ các loại giấy phép con và thủ tục hành chính rườm rà. Trên cơ sở đó, ông cũng đề xuất các hình phạt thay thế. Để ngăn chặn cái vấn đề mà bằng giả đào tạo không đi nơi tới chốn, để cái tay nghề của người lái xe ra là đã ảnh hưởng trong đời sống xã hội, nhất là vấn đề tham gia giao thông rất là nguy hiểm, thì chúng ta phải có những cái đề nghị bổ sung những hình phạt nặng hơn cho những cái lái xe sử dụng ma túy, rồi là sử dụng những cái bằng giả hoặc là bằng thật nhưng mà đào tạo không đến nơi đi chỗ. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương cũng đề xuất cần nghiên cứu thêm quy định thu hồi bằng lái có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những lái xe gây tai nạn khủng khiếp như thời gian qua. Còn việc để xảy ra tình trạng lỏng lẻo trong cấp bằng lái thì cơ quan quản lý nhà nước phải chịu trách nhiệm.